vậy? Mà làm gì như mắt bố vậy? Trời sợ quá, hôm bữa dọn cơm trễ có 5 phút mà anh chửi con nửa tiếng. Xong xuôi hết rồi đó, bưng lên đi. Dạ, con lệnh mẹ. Trời ạ. Mày làm gì ẻo qua ẻo lại vậy? Dọn cơm cho chồng ăn mà làm cái là dọn cho vua Càn Long ăn bằng. Thì đó, mình phải dọn vậy cho nó có ra vẻ cung đình. Má biết không, con phải dọn vậy làm cho người ăn người ta cũng thoải mái. Thí dụ mì mà cọng nó dài nó dai, người ta không cần nhai nó nuốt luôn mà cũng không bị mắc cổ. Tao đầu mày quá mày ơi. Sao vậy? Hồi còn ở Việt Nam á, dạ? Mày ở Sa Cảng bán trà đá. Trời ơi. Không? Mày nổi tiếng là dữ chằn nhất ở đó. Tuần nào tháng nào cũng có người mướn mày đi đánh ghẹt. Trời ơi. Vậy mà qua bên đây cái tự nhiên cái đổi tánh nết ngang xương. Chồng gì đè đầu bóp cổ mày cũng im lặng. Nhiều khi á tao nói thiệt mày, tao thấy tao tức ói máu luôn. Thôi mà máu có nhiêu mày đặt ói chi để dành tạch. Bỏ này. Không có, con lo cho sức khỏe của má. Tại con thấy má ốm mà ra nguy hiểm lắm. Má ơi, nhưng mà má dạy con bộ má quên hả? Má nói gì nè con ơi, nếu mà lấy chồng phải làm dâu hiền vợ thảo thì chồng con bắt nạt con chút xíu có sao đâu má. Trời, chút xíu nói làm gì? Đằng này tối ngày nó cứ la mày nữa. Nó cứ nạt nộ mày hoài ha. Có mặt tao mà nó có nể gì đâu. Riết rồi nó coi mày giống như là con ở vậy đó. Mà nó coi mày như con ở cũng sao, ngặt nổi là nó coi tao như má con ở. Thì đúng rồi, nếu mà con là con ở thì má là má con, thì má má con ở chứ không lẽ má của tổng thống. Mày còn bên đó nữa hả? Dạ không có, tại con thật lòng lắm, con nghĩ sao con nói vậy à. Má ơi thôi mà, má đừng có buồn mà. Má má không nghe người ta thường nói sao? Nói vậy? Người ta nói vậy nè. Cây quýt trồng ở Giang Đông thì ngọt, mà mang qua Giang Nam thì nó lợi chua lè. Tao nghe mày hát cái tao thèm me quá trời, chua thiệt á. Nói không được sao là bài đặt hát hát làm gì? Con hát đi con vuốt giận má mà. Má ơi, cũng giống như má nói con á, lúc sống ở Việt Nam con dữ như con cọp phải không? Chứ còn gì nữa? Cái tự nhiên qua đây cái con đổi con hiền như ma sơ vậy đó. Má chứ không lẽ má muốn bên kia con đánh ghen mướn, qua đây con làm trùm băng đảng làm sao? Trời ơi, con thay đổi được vậy má phải mừng chứ sao má cứ buồn quỳ vậy? Không buồn sao được. Ôi dạ. Phải chi chồng của mày á, nó trẻ, nó đẹp trai, nó có tài đấy. Thì tao nói làm gì? Nói hoài. Đó, mày coi đó. Trời ơi, nó già cốc khu đế rồi. Lấy tao này còn già chứ đừng nói chi lấy mày. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Không nhận má nói con mới nhớ nha. Lúc đó con giờ lúc ổng mới Việt Kiều về nước đó. Trời ơi, cái người diện nhất là má nè nha. Trời ơi, sao mà bà đi bông quất cái đầu bung dễ sợ luôn, bung mấy lọn luôn. Trời ơi, cái màu quất đỏ, đỏ chói đỏ mà giống như người ta quánh 8 năm mà nó chưa phai màu vậy đó. Trời ơi, cái mang đôi quất đi toàn then. Sao ổng vô, ổng chào má, cái anh lật kèo cho cưới con. Cái tự nhiên hai má con thành tình địch với nhau. Bởi vậy tao mới tới. Thôi mà tức chi, tình địch của má cũng là con gái của má. Cứ coi như là tình má mài duyên con đi. Mày nhắc á, tao mới nhớ. Của đời muôn sự xài chung mà. Bây giờ mày nghe tao nói đây nè. Nói đây. Mày có nhớ không? Dạ. Hồi lúc mà tao thấy làm lạ nha. Sao? Phải chi chồng già vợ trẻ theo lẽ nó sợ mày chứ sao mày sợ nó. Trời ơi, ảnh vậy mà già hay gì má? Sao không già? Hơn má có 6 tuổi chứ nhiêu mà già. Mày nói. Tao nhớ lại hồi lúc về Việt Nam nó hỏi cưới mày. Sao má? Lúc đó tao hỏi nó nhiêu tuổi. Dạ. Nó nói 65, tao mừng quá tao mới gả mày cho nó. Tới chừng dài ở cái lòi ra nó mới có 60 à. 60 còn khỏe quá. Ý nói vậy là sao? Thì chừng nào mày lấy chồng khác được. Trời đất ơi. Trời ơi định nữa hả? Nhưng mà yên tâm đi, trời ơi con nói má nghe, ổng nhiều thứ bệnh lắm. Ông này sống không có lâu đâu, con nghĩ không có qua nổi con trăng này, con nói thiệt. Nhưng mà Mai à, sao? Bây giờ á tao quen miệng rồi đó. Dạ. Chứ còn hồi lúc mà mới cưới về tao nói thiệt mày, mỗi lần nói chuyện với nó. Dạ. Nó kêu tao má. Dạ. Tao kêu lại bằng con. Trời ơi tao nói thiệt, gai ốc tao nó nổi cùng người. Không sao đâu, gai mà nó nổi lần đó rồi nó gãy mai mốt không còn gai đâu nữa nổi. Mày nghĩ coi, tao thua nó 6 tuổi mà nó kêu tao bằng má. Dạ.
tao tổn thọ quá mày ơi. Có gì đâu tổn thọ, con nói má nghe, cưới vợ trẻ thì người ta mới chịu khó người ta về Việt Nam. Chứ trời đất ơi, cưới vợ già rồi đi chi cho tốn tiền vé máy bay. Ôi, con nói má hỏi hết mấy ông này đi về bển là toàn là quốc trẻ trẻ không à. Cháu đem lớn tuổi qua đây tốn tiền thuốc thêm chứ làm gì. Nhưng mà theo lẽ thấy vậy đó, cưới vợ trẻ thì phải cưng yêu, phải chiều chuộng vợ chứ đâu có quyền ngạt ngộ. Con nên biết cái xứ Mỹ này đó là cái xứ tôn trọng nhân quyền. Chồng chúa vợ tôi á là vi phạm nhân quyền. Phải không? Dạ. Nè, dạ. Con biết không, má qua nhà mấy người bạn má chơi. Dạ. Má thấy nhà nào cũng vậy hết á. Ờ. Con biết. Nè, hễ mà vợ nấu cơm á dạ. thì chồng rửa chén. À. Mà vợ giặt đồ á thì dạ. chồng lau nhà. Hay mà ấy hễ vợ đi casino á thì chồng đi nhảy đầm. Vậy nếu mà chồng bán nhà thì vợ lo mù đi. Nói vậy làm sao? Bị vợ đi đánh bài mà chồng còn đi nhảy đầm thì tan quan thôi, bán bà nó đi chứ tao nhà băng mu đi cũng vậy. Không đâu. Phải ý của tao nói là chia sẻ cái công việc nhà với nhau. Ai con hiểu rồi, tại má nói không có rõ đó, tự nhiên hai chồng ăn chơi hết không được đâu. Chỉ có cái nhà này là khác với người ta hả? Sao khác vợ? Thấy vợ nấu cơm á thì chồng ngồi coi phim bộ, mà vợ lau nhà cái nó leo lên giường nó nằm ngủ, không có công bằng, phải dùng lên. Má kêu dùng lên mà con gặp mặt chả con xẹp mẹ nó rồi. Xẹp cái gì? Mặt không thấy ghê quá. Mai à, con phải nhớ gia đình của mình á là gia đình gia phong lễ giáo. Dạ. Có truyền thống lâu đời. Dạ. Không có thể để người ta coi thường được. Gia đình mình chuyên bán trà đá với truyền thống gì má? Cái cô nhỏ này, truyền thống của nhà mình á là từ thời ông cố nội để lại. Rồi xa quá. Có nghĩa là đàn bà phải nắm quyền trong gia đình. Ờ. Nam hiền nữ dữ. Dạ. Nhớ đừng để mất mặt dòng họ nghe chưa. Con biết rồi mà, ông cố nậu chết lâu quá rồi không biết ai nhớ không. Mày sao? Sao đâu. Má, nhưng bây giờ má kêu con dùng lên là bằng cách làm sao? Bây giờ mày không cần bưng cơm rót nước hầu hạ gì cho nó hết. Không được đâu. Sao vậy? Dạ. Sao không được? Ừ. Nè, nó đi làm về có đói bụng hả? Tự xuống bếp lấy đoạn rang. Không được đâu. Sao không được? Nó nói ngang mày cãi lại liền. Này không được đâu. Tao nói được. Nói được, nói tiếp đi. Nó đó, nó mà nói mày cái gì đó. Được rồi, có tao nè. Yeah. Tao xử nó, mày đừng có lo. Trời ơi, cái này... tao cái gì tao cũng làm được hết. Chửi nhau, đánh nhau, tao với mày xử nó luôn. Này làm không được đâu. Tao làm được. Tại con biết mà. Con biết má con giỏi lắm, cái gì cũng làm được hết trơn á. Mà má ơi, con nói má nghe nè. Má giận má nói vậy thôi. Ừ. Chứ cái câu mà má dạy con á là tam tòng tứ đức tiết hạnh khả phong, con đâu có quên được hả má? Con đến tiết hạnh khả phong mà con có hiểu nghĩa đó không? Không. Không biết. Thì tại vì má nói mà chưa giải thích. Nghe má giải thích nè con. Dạ. Tiết hạnh khả phong có nghĩa là chồng chết mà mày ở giá suốt đời. À. Không có tái giá, không có mê trai, không có đi lấy chồng khác mới gọi là tiết hạnh khả phong. Biết rồi. Chồng mày còn sống lù lù đó mà tiết hạnh gì? Dạ. Tiết canh thì có. Chồng con thích tiết canh lắm, chiều nay mình làm cho anh ăn được không? Thì kệ nó. Quên. Bị lộn, bị lo cho chồng riết bị liệu. Như má đây. Sao? Má mới là tiết hạnh khả phong. Trời ơi. Con có nhớ hồi lúc ba con chết á, má được nhiêu không? Không. 20. Đúng rồi, lúc đó cũng không biết, bị má nói là ba chết lúc con còn nằm trong bụng má. Ờ, tao quên ha. Dạ. Con coi đó. Má quên lắm. Má già cả rồi hay vậy? Con nhớ không, lúc ba con chết má mới có 20. Dạ. Vậy mà má ở vậy tới giờ. Ồ. Phải chi mà cái thời trước đó là vua đã ban cho má 4 chữ tiết hạnh khả phong rồi đó con. Trời ơi, công nhận vua có mắt ghê mà bị ông chết lâu quá rồi ông ai không má. Cái con này. Má. Mày chấm tao hoài ha. Yên tâm đi, con sẽ phong cho má, con biết mà. Mà má ở lúc đó má có kể con nghe là má có mấy ông kép ở Phú Lâm phải không má? Ờ. Để quen sao rồi dần lên đá xuống lừa qua suốt lại mấy ông chả bỏ má hết phải không? Vậy là ế chứ là phải cố tình ở giá. Ờ. Mày đó nha. Thành ra bốn chữ đó lấy lại chứ sao đưa được. Thì có kép có khép, nhưng mà miễn mình giấu kín không ai biết thì thôi. Trời đất ơi, trời. Dạ. Dạ. Má nhắc lại từ bữa nay. Dạ. Mày không có thể để cho nó áp bức được. Phải dùng lên biết chưa? Nhớ chưa? Không biết rồi, con sẽ ráng nhích lên chút. Tao biểu mày dùng lên chứ gì mà nhích. Mày dùng không được, nhích một chút còn đỡ hơn không nhích. Phải dứt khoát. Dạ. Dứt khoát nhớ chưa? Rồi. Nói mà cà chớn á, tao bỏ nó đi lấy thằng khác. Trời đất ơi, nó nói gì? Hả?
không phải, mày quên, mày bỏ nó đi lấy thằng khác. Trời ơi, má má ơi, lộn chết người lắm á nè. Đã lộn chỗ đó là mất tình mẹ con á. Bây giờ đâu, cái thương thì thương chứ mấy cái đó không động được á. Chết rồi má ơi, chết rồi. Về rồi kìa má ơi, trời bây giờ sao má, chừng má không làm gì vậy mày? Vô giờ dùng cơm hả? Hồi nãy tao mới dặn mày cái gì dùng lên. Nhớ rồi, không có để cho anh trời đè đầu cởi cổ được. Ta phải dùng lên sau chuyện này, ta phải dùng lên. Tôi nói thiệt với anh à, tôi nói thiệt với anh. Anh về. Anh dạ thưa anh, đi làm mới về. Trời mày. Dạ đúng rồi, em nói thiệt đang thích mà anh ơi. Anh làm về chắc đôi bụng em dọn cơm anh ăn ha. Trời ơi, con gặp mặt ổng rồi, con quýnh nó đây. Anh ơi, ngồi anh ơi, ngồi anh ơi. Tới giờ ăn cơm rồi, chồng về là phải có cơm liền cho chồng thôi. Mà mình ăn uống là mình phải kỹ lưỡng thôi đó. Bà làm cái gì á? Lộn, cái này phải thả xuống đây một chút. Bịch lên cho anh ta tưởng sắp bị xử bắn. Anh ơi, đùa đó, vợ là phải chăm sóc như vậy đó. Là phải kỹ lưỡng đó. Má gì vậy má? Má ngồi đi má. Thôi bữa nay nực quá, ăn uống gì cũng vô. Nực quá sao má không đi tắm đi? Đúng rồi, đi tắm đi má, nực tắm má. Con không có nói gì chứ nè. Nuôi nó mấy chục năm, bán trà đá đi nuôi nó, đẻ ra vậy đó. Chưa bao giờ được nó hầu hạ một ngày như vậy. Con gái là con người ta, con dâu mới chính thực mẹ cha mua về. Má có con gái thì má biết một ngày nào đó nó phải đi nâng khăn rửa túi cho người khác mà. Thắc mắc gì má? Nâng cũng nâng vừa vừa thôi. Nâng quá có bộ không được à. Dạ. Không có miệng kêu hay sao, làm gì lắc chuông, làm cái gia đình quý tộc lắm. Kệ vậy cho vui má, cái chị vậy vui lắm nè. Bữa rảnh vừa lắc xong cái mấy đứa qua nó mua cà rem con. À anh biết rồi, anh muốn uống nước không? Nhìn là biết rồi. Đã, anh ơi, uống bò hút với Coca. Bò hút? Nhìn biết mặt rồi biết uống bò hút rồi. Bò hút riết bởi vì cái mặt giống như... Anh cho em hỏi, bò hút có khi nào giả không anh? Nói vậy là nghĩa là sao? Thì thấy vì thấy uống bò hút nhiều quá mà sơ hút không có nổi. Nói vậy là nghĩa cái gì? Nghĩa cái gì? Đâu nghĩa? Cái vụ đó, nói má nghe được má cười anh bây giờ. Tôi cấm cô không được nói cái chuyện bí mật quốc gia đại sự ra nghe chưa? Cái chừng đó. Thì hút không được thì em nói hút không được. Chừng nào hút được mà em nói hút. Điện đi. Em biết rồi. Em mời anh dùng món ăn thứ nhất em dành tặng riêng anh. Ngon anh ha. Trời ơi là trời. Gì vậy anh? Cô biết tôi bị tiểu đường hả? Dạ biết. Bị mỗi lần anh đi rít rung kiến nó bu quá trời. Cô biết như vậy phải không? Cô biết như vậy mà cô còn nấu đồ ăn ngọt như vậy sao? Muốn đậu độc thôi hả? Không. Sao nấu đồ ăn ngọt dữ vậy má? Nghĩ chắc má lỡ tay thôi anh. Em đổi món khác anh ha. Tại vì nhiều khi này ngọt quá, em nghĩ món này sẽ vừa miệng anh hơn. Cũng may á, có thủ sẵn cho ông Dục cho đó đũa đồ ăn. Thấy không? Vợ mà chu đáo là phải vậy. Ngon không anh? Đó. Nữa. Trời ơi là trời. Sao anh? Cô biết tôi bị cao máu không? Bây giờ nói mới biết nè. Hả? Cô biết tôi bị cao máu mà cô còn nấu đồ ăn mặn như thế này sao? Muốn giết thôi hả? Sao nấu đồ ăn chi mặn ấy? Anh ơi, em nghĩ chắc má lỡ chân. Ê quên rồi. Má lỡ tay, má bỏ muối nhiều nó hơi mặn. Anh ơi, anh ăn món này đi, em nghĩ cái món này chắc là ngon hơn nè anh. Em cũng không có muốn làm phật lòng anh đâu. Dạ em mời anh, không sao đâu, cũng còn. Em mời mời xơi. Trời ơi là trời. Nữa hả?
Cô biết tôi bị cholesterol mà đúng không? Bây giờ nói mới biết nè. Muốn lấy chồng khác thì cứ nói nha. Biết cholesterol mà còn làm lấu đồ ăn béo như thế này sao? Má bộ dư mỡ luôn sao bỏ. Nghĩ chắc này chắc cũng lỡ tay gì á. Anh ơi, em nghĩ nhất quá tam gì ba cái, món thứ tư chắc vừa lòng anh hơn á. Không sao đây, em cũng còn cái. Chị này chắc được hả? À, anh ơi, đừng dùng cái này để em còn con đâu rồi một á. Để tôi cầm cho ông liền nữa, không có đâu xài. Cô biết nó bị đau bao tử không? Dạ giờ nói mới biết nè. Hồ sơ bệnh một đống về vô đọc đi. Em đâu có biết tiếng Anh đâu mà đọc. À đây, đây, đây. Gì vậy anh? Nè, gì? Đó. Này gì? Life insurance đó, dạ. Bảo hiểm đó, lấy đi. Này là... Đừng có giết tôi bằng kiểu này. Nè, anh đưa cái like xin ăn gì nào, nó lấy đi. Tôi chốt, tôi không biết tiếng Anh mà tôi cũng biết người ta nói cái đó là không có phải đâu. Xin ăn cái gì, trả lại người ta đi. Mà chả ma nơi ma, không có lấy đâu. Hả? Cô biết tôi bị đau bao tử mà cô nấu chua cay như thế này sao? Dẹp đi. Anh ơi, anh đừng có giận. Má ơi, con biết là công 9 tháng 10 ngày má nuôi con cực khổ lắm. Mà bị gì lấy chồng rồi phải theo phe bên chồng. Không phải con bán đứng má đâu, mà nếu con không nói một mình con chịu hết, con đâu có ngu. Anh ơi, đồ ăn này không có phải em nấu đâu. Ai nấu? Mami. Ủa, tôi không chối, tôi nấu đó rồi sao? Hả? Tuyệt thực luôn cho trời đi. Mặn ngọt chua cay gì ăn uống được thì tôi sống làm gì? Má để ý cho tôi dạy vợ tôi, má đừng có xía vô. Tôi cảm ơn anh, con của tôi dạy đủ rồi. Không có cần anh dạy nó. Anh lo cho cái thân của anh đi. Đáo gian tùy khúc, anh... nhập gia tùy tục. Mỗi nhà nó đều có một cái luật lệ khác nhau. Má biết người đời người ta nói đó. Hả? Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Má biết rồi thì má đừng có thắc mắc và đừng xía vô nữa. Má con tôi bắt lỗi anh thì thôi anh còn đòi dạy dỗ con gái tôi hả? Xin lỗi anh, tôi đâu có cần. Trời, nhưng mà tôi mà, anh muốn nói cái gì mà, con của mà, tôi là đã dạy dạ dạ qua đây trời nít mắt mai nữa. Cái gì vậy Mai? Con xin lỗi tại vì con quýnh hết trơn rồi, con la sản chứ con không có la làng. Tại ai người làm con rối quá. Má ơi, em xin lỗi má. Hả? Con xin lỗi mình. Ây da, em xin lỗi anh quýnh hết rồi. Má ơi, má ơi, má thương con. Má ơi, anh già rồi, sống nay chết mai, lại đủ thứ bệnh ở trong người hết. Má ơi, má đừng la anh tội nghiệp, hãy để cho anh ra đi một cách thanh thản. Để cho tao nói chuyện với nó. Nè, tôi hỏi anh, hồi đó về Việt Nam á, anh nói với má con tôi anh làm cái gì, anh nhớ không? Giám đốc. Giám đốc sở giao thông vận tải. Dạ đúng rồi. Anh biết con Mai của tôi nè, con của tôi nó trẻ đẹp như vậy nè, nó đâu có quẩn đâu, nó đang có người yêu, mà người yêu của nó đó là tài xế xe ôm. Trời ơi, vậy đó mà nó bỏ người ta đó mà nó lấy anh. Tới chừng qua đây tưởng sao anh làm gì? Tài xế taxi. Má, má ơi, tài xế xe ôm mà lên được tài xế taxi là cũng nâng cấp lắm rồi má. Mày còn binh cho nó nữa hả? Trời ơi, giám đốc hả? Tài xế thì nói đại tài xế đi, giám đốc cái gì? Việt kiều nổ mà... Việt kiều về Việt Nam mà không nổ thì về làm cái quái gì? Trời ơi. Nhưng mà có nổ để làm gì? Má biết chứ, con nổ là vì con thương Mai, con thương má. Con muốn cho Mai và má nợ mặt nợ mày với làng trên xóm dưới. Đúng rồi anh ơi, trời ơi má nhớ không? Bữa mà ảnh nổ anh là giám đốc, má con mình nợ quá trời, má nhớ không? Trời ơi, mà không phải nợ thường anh ơi, mặt em với mặt má nợ thì là thét lét luôn á. Trời ơi, nó đi ra đường hai má con nắng lắm mà đâu có đội nón đưa lên gì cho nó nở ra. Trời ơi, nó không nở mà một tuần sau nó đen như miếng anh á. Mày à, Việt kiều như con nè, về bên Việt Nam đó, dạ, bị gài vào một cái thế phải nổ. Trời, không muốn nổ mà cắn răng mà nổ. Mấy năm trước còn về Việt Nam thăm thân nhân bên đó, người bạn bè thân nhân hỏi con ấy, Nghĩa mày ở bên mày làm cái gì? Dạ. Mình trả lời thất tình, nói ở bên đó chỉ làm công nhân bình thường trong nhà máy thôi. Họ phá lên họ cười. Dạ. Họ chỉ vô mặt con là nói cái đồ xạo.
Tại sao Việt Kiều ở đấy ai về cũng làm giám đốc rồi sao? Còn mình mày làm công nhân bình thường là sao? À, biết rồi. Tự nhận mình làm công nhân bình thường ít lương để không có tiền cho quà thân nhân, cho tiền bạn bè chứ gì. Đồ xạo. Má thấy đi. Nhưng đằng nói thiệt như con à, thì bị họ nói là nói xạo. Còn những đằng nói xạo thì họ lại tin là nói thật. Thế thôi, nổ, vô tư. Đúng rồi má ơi, anh phải vào cái thế anh phải vô tư nổ má ơi. Anh phải... Mày làm gì vậy Mai? Hả? Không có làm gì á, không được thì thôi. Má anh ơi, còn cái chuyện này em không biết nổ hay có thiệt á. Hồi lúc anh mới cưới em, anh nói vợ anh bị xe cán chết rồi phải không? Đúng. Vậy sao giờ qua lâu lâu qua điện thoại tới phải chửi em đều đều á. Mai à? Dạ. Em ra đường mà em kiếm một thằng đàn ông nào mà gặp cái đẹp không xạo anh chết liền. Cha bộ nó xạo đều hết anh. Nhưng mà xạo nó có nhiều loại xạo lắm. Dạ. Xạo mà lường gạt tiền, lường gạt tình của người ta, đó là cái xạo hạ cấp. Ồ. Còn anh, dạ, anh chọn cái xạo cao cấp. Trời. Cái xạo cao cấp của anh là làm cho người yêu mình vui. Anh làm cho em vui lên thôi, em còn muốn đòi hỏi gì nữa. Dạ đâu, em đâu có dám đòi hỏi đâu. Em biết anh xạo cao cấp rồi, em đâu có nói gì nữa đâu. Anh ơi, em ái mộ anh quá, em thần tượng anh quá anh ơi. Không ngờ anh cái xạo mà... Ủa, anh Trang má. À, mới qua tới hả? Má, sao khỏe không em? Em khỏe, ngọn gió nào đưa tới đây vậy? Anh tự lái xe tới. Ừ, lâu quá. À. Dạ thưa ba. Tiện đường đi làm về con ghé ngang con thăm ba. Dạ. Dạ con chào bác. Anh Trang kìa má. Dạ. Ngồi đó ăn cơm, cơm cháu. Cơm luôn. Wow. Gì? Bữa nay nhà mình đám giỗ sao nhiều đồ ăn vậy em? Người thường ăn á, giỗ quẩy gì? Ngày nào cũng làm vậy đó mà chê. Chê lên chê xuống không chịu ăn. Ai mà vô hậu dữ vậy trời. Thiệt tình. Trang. Dạ. Ra đâu bảo mày. Dạ thưa ba kêu con. Tao đẻ ra mày, tao đặt tên cho mày có vần có điệu đàng hoàng. Dạ. Hả? Tao tên Nghĩa, mày tên Trang. Thế khi nhắc đến Nghĩa Trang là người ta biết tao là bố mày. Dạ. Như vậy thì ơi, sao không đặt Nghĩa Địa luôn đi cho có trần có điệu hơn. Má ơi, Nghĩa Nghĩa Địa, Nghĩa Trang nó cũng giống. Anh ơi em có ý kiến gì được không anh? Thế ví dụ hai chồng mình mai mốt có con ba thằng mình đặt Bình Hưng Hòa đi. Anh để làm cái gì? Là nhắc tới Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa là nó nhớ gia đình mình. Trang. Dạ. Mày kêu tao bằng cái gì? Dạ con gọi bằng ba. Rồi vợ tao mày kêu bằng cái gì? Dạ tất nhiên là bằng má. Đúng rồi. Tới chào má đi. Hả? Ba ơi không được đâu ba. Tại sao không được? Con quen với Mai trước mà. Ba, hồi xưa tụi con kết nghĩa anh em với nhau giống như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài vậy đó. Kêu anh em quen rồi bây giờ kêu bằng má kỳ quá à. Anh hai anh Đài tao không cần biết. Ông Cốc cần biết. Nhưng mà hết con ở nó lấy tao á, nó cũng là automatic là má mày. Trời ơi. Mày tới chào má đi. Ba ơi con chưa có quen. Tới chào. Lần sau nha. Tao nói mày chào. Má chào anh. Anh chào má. Mày chào lại. Ê, vào đây. Đứng đây. Chào lại cho tao nghe. Con chào má. Anh ơi, đừng kêu em bằng má. Em ơi, anh bị bắt buộc mà. Mai ơi, em biết không? Hồi xưa anh dắt ba em về để làm mai cho má của em á. Ai về đâu, ổng gặp em cái ổng vớt em luôn à. Anh đã lầm giao ba cho em. Trời ơi. Tâm cái mồm mày đi. Dạ. Ê, còn cái bà đó đó, mày kêu bằng gì mày? Dạ con kêu bằng bác. Đúng rồi. Hổn. Sao hổn ba? Cái bà đó là bà má vợ tao đó. Tao kêu bằng má mà mày kêu bằng bác thì tao mày lại nghe mà. Dạ. Mày già nữa hả mày? Tới cúi đầu khoanh tay chào bà ngoại đi. Trời ơi. Già quá ba ơi. Dạ. Tới chào bà ngoại. Dạ con chào bác ngoại. Thiệt là nực cười quá à. Anh kêu tôi bằng má mà anh có coi tôi là má của anh không? Hả? Anh kêu anh kêu con Mai nè, cô vợ của anh mà anh có coi nó là vợ hay không? Hả? Biết rõ cái nhà này tôi chán quá, hết muốn sống nữa. À, ông bà thường nói đó là giữ người ở lại, trai giữ người đi. Nhưng mà nếu má đã chán thì con chiều, con sẽ gọi lên sở di trú nó trục xuất má về Việt Nam, trở về ngày cũ.
Thôi bà ba. Đừng anh ơi em xin anh. Có trục xuất trục mình má thôi em, chưa chán đừng trục em đã. Trời ơi Mai, mày nói cái gì vậy? Không phải đâu, má hiểu lầm ý con rồi. Má ơi, có hai má con nếu đi về một người thôi má về trước đi. Con bên đây con cài con gửi tiền về cho má. Chứ điên lượt hai đứa về bán trà đá tiếp á má. Tiếp đi. Ba, có điện thoại. Dạ. Có điện thoại. Ê quên, em phải tắt ham. Quên, clip qua mà quên. Alo, cái Mai. À quên. Alo. Trường hả? Khỏe không? Sao? Cậu tính mở nhà hàng á? Sao không gọi tới để truyền kinh nghiệm chứ? Ừ có. Mở 4 cái mà có cái mẹ nó thành công đâu. À, được rồi, qua liền. À, nhậu à, ok. Không đâu có kẹt cơm, đâu có cơm. Nhà này nấu cho cô hồn ăn chứ ai ăn. Rồi, qua liền. Mai. Dạ. Tôi qua nhà Tường tí xíu đi vậy. Tường nào vậy? Không phải chuyện của cô, rách việc. Đúng rồi, đâu phải chuyện của cô, mắc mớ gì xíu vô. Má, má gì vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu hả? Để tao đi, tao coi con nó đi chưa? Thôi, má, má đừng chạy. Mày làm cái gì vậy? Mày buông ra để tao coi nó đi chưa? Con sợ má đi theo quanh lén ảnh. Đánh lén cái gì? Tao coi nó đi chưa? Đang mà tao chửi nó chứ, chi đánh cái gì? Sao nãy ở đây không chửi người ta mà đợi người ta đi mới chửi? Trời ơi, không chửi mà nó còn đòi trục xuất, mày không nghe sao? Con dễ gì đâu, đúng là thời đại khủng bố mà. Dạ thưa ngoại. Ngoại của nội mày, ngoại. Bác à, ba con đi rồi, theo con kêu bằng bác nha. Ba con ổng nói vậy thôi, chứ ông không có quyền trục xuất bác với em Mai về Việt Nam đâu. Ủa anh ơi, nói về em với má không có cần phải về Việt Nam lại đâu hả anh? Em yên tâm tại đi, vì em không có muốn về bển đâu, em không muốn má em sống lại ngày trước mà đâu anh. Tin à. Anh đi, không có gì đâu mà. Dạ. Ba nó ổng hù á. Dạ. Trang à, cháu nghĩ coi. Dạ. Từ ngày ba của cháu á đưa bác với con Mai qua đây, nhốt luôn ở trong nhà, không có cho đi ra ngoài đường. Con Mai nó tội nghiệp cho nó còn trẻ, còn bác già cả rồi không nói làm gì. Qua 5-6 năm trời bên Mỹ, tiếng Anh gì cũng có đi học, bằng lái xe cũng không được học nữa. Đi qua Mỹ mà như là như câm như điếc, như là ở tù. Bác buồn quá. Má, anh Trang biết không? Tại hồi lúc ba anh cưới em á, ba anh nói ở bên đây ba anh có tới mấy chục người làm lận. Qua đây em chỉ cần coi phim bộ với đọc tiểu thuyết thôi, không có làm gì hết á. Làm gì cực vậy? Nhọc gì á, bác cũng nể hà. Tại vì bác với con Mai đó quen cực khổ rồi bên Việt Nam á. Má. Nhưng mà bác chỉ buồn là gì? Cái cách đối xử của ba cháu. Vợ chồng gì đâu mà giống như là chủ với lại người làm. Tối ngày cứ nạt nộ la rầy nó. Nhiều lúc bắt tức quá bắt nói nó, Mai à mày phản kháng lại đi, muốn tới đâu thì tới. Mà ngặt nổi cái con Mai nè, nó hiền quá đi. Ba của cháu nói gì nó cũng cúi đầu nó nghe theo hết. Thôi mà má, má ơi má đừng có khóc nữa. Từ ngày qua đây ngày nào má cũng khóc á. Bác sĩ nói mà ba má không có được khóc nhiều đâu. Má à, không phải con hiền đâu. Má biết mà đánh ghen mướn con còn dám quánh mà má. Nhưng tại con nghĩ như vậy nè, con nghĩ cuộc sống lúc trước của hai mẹ con mình cực khổ quá đi. Một ngày làm mười mấy tiếng mà cũng không có đủ ăn đủ mặc. Rồi lúc má lâm trọng bệnh, má ơi nhìn má quằn quại trên giường đau đớn, con chỉ muốn có một chút tiền để con mua thuốc, dù đó chỉ là những viên thuốc cảm nhỏ nhoi để cứu cứu mẹ mình đỡ đau đớn nhất. Mà con cũng không làm được, con chỉ biết bất lực nhìn lên ông trời. Con nói ông trời ơi, ông cứ trút hết tất cả những bệnh tình của mẹ con lên trên người tôi đi, để tôi một phần nào gánh vác nỗi đau thể xác. Nhưng mà ông trời đâu có nghe, cũng đâu có thấy à má. Lúc đó má con mình lâm vào bước đường cùng. Má ơi, rồi ảnh cũng về nước, ảnh gặp con, rồi ảnh cho con tiền để chữa bệnh cho má.
rồi đem cả hai má con mình qua đây. Má ơi, con như người từ trên trời rơi xuống. Biết có bao giờ con dám nghĩ đến chuyện này đâu hả má? Má, đừng nói là ảnh nặng nhẹ con hay là chửi mắng con, thậm chí ảnh có hành hạ con không có buồn đâu. Má ơi, má cứ để cho con chăm sóc cho ảnh. Má đừng có ngăn cản, cũng đừng la rầy, đừng lên tiếng. Má hãy để cho con gái của má trả lại cái tình, cái ơn, cái nghĩa mà người ta mang mình qua đây nha má. Má còn nhớ con Xuân, con của dì Sáu bên cạnh nhà mình không má? Có lần lấy chồng Đài Loan, nó cũng đi biền biệt bao nhiêu năm trời. Sau này mới biết là người ta bán nó vô một cái động điếm, và nó phải làm vợ cho ba bốn cha con trong một gia đình. Mình nhớ. Má ơi, rồi sau vài năm dì Sáu nhớ con quá, rồi cũng gặp lại con. Chưa mừng vui thì nó lăn lên nó chết. Người ta nói bên đó nó bị hành hạ, bị đánh đập. Má, nếu mà so với nó, con cũng may mắn hơn nhiều. Má cứ lấy con làm an ủi để mà sống. Má đừng khóc. Má khóc hoài làm sao con chịu nổi hả má? Thôi Mai à, cũng may là lúc trước em không chọn con đường lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc đó. Chứ nếu không thì một đi không bao giờ trở lại. Em nín đi, đừng có khóc nữa. Dạ thưa bác. Em Mai. Dạ. Trước tình cảnh này thì con không thể nào giấu được nữa. Con xin nói thật về con người ba của con. Thưa bác, bác nhìn mặt ba con ngầu lắm phải không bác? Chú con chứ ngầu cái gì. Bác à, bác nhìn cái mặt của ba con á giống Saddam Hussein thiệt á. Nhưng mà ổng hiền lắm bác. Ngày xưa ổng thương má của con dữ lắm. Suốt bao năm trời chung sống với má con, ổng lo lắng chăm sóc cho má con đủ thứ hết á. Ổng chiều chuộng má con đủ điều hết. Ổng chiều chuộng má con đến nỗi mà ra đường ai cũng nói ổng là thằng đàn ông sợ vợ. Vậy mà ổng cũng chấp nhận nữa bác. Nhưng cuối cùng thì má con cũng bỏ ổng mà đi, để lại ổng một mình cảnh gà trống nuôi con. Bác biết không, kể từ đó đó ba con thay đổi hẳn tính nết. Ổng thề với lòng, nếu như ổng cưới vợ một lần nữa, ổng sẽ dùng chế độ độc tài để mà cai trị. Trời ơi, tự nhiên ai ăn ốc cái bắt tôi đổ vỏ rồi trời. Tự nhiên cái vợ nhất được cưng, cái vợ nhì bị đì à. Trang, Trang à, cháu nói sao mà bác nghe bác không hiểu vậy? Đâu nói rõ ra bác nghe coi. Dạ thưa bác, tất cả những việc làm từ trước tới nay của ba con đối với Mai là do ông đóng kịch đó bác. Đóng kịch? Là giả bộ hả anh? Đúng. Những việc giống như là không cho Mai đi học tiếng Anh. Đúng rồi. Không cho Mai tiếp xúc với người lạ. Dạ đúng rồi. Thậm chí cả chuyện không cho Mai thi quốc tịch. Tất cả là gì? Là vì ba con sợ mất Mai. Ông biết mình yếu thế vì cảnh chồng già vợ trẻ. Cho nên bên ngoài ông hung tợn như vậy đó. Nhưng mà trong lòng của ông không lúc nào yên hết. Thưa bác, ba con đáng thương hơn là đáng trách phải không bác? Thôi con nhớ rồi bác ơi. Hả? Con nhớ có nhiều đêm con đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên con mở mắt con nhìn vậy, trước mắt con một đống đen bị lớn, hai con mắt nó thụt vô tuốt trong vậy nè. Cái xong mới con tưởng ma, con la con nói trời ơi ma cứu cái. Ý con nhìn lại không phải ma. Ai vậy? Chồng con. Làm gì mày? Ai biết tự nhiên ông ngủ nhìn con hoài vậy, ông nhìn vậy nè. Xong cái con nói sao anh không ngủ đi anh. Cái ông nhìn ông mới thở dài, anh ngủ không được mà không thấy mắt chả đâu trơn. Sao vậy? Không, con mắt nó đen thui rồi đâu có thấy. Cái khung chết cha. Ba con về. Ba con về. Thì ra có tâm sự. Ba sao ba về sớm vậy ba? Trang, lại đâu à? Dạ. Tại sao mà? Ba à, bao nhiêu năm nay ba gồng mệt mỏi lắm rồi. Bữa nay thả lỏng cho nó khỏe nha. Con muốn mọi người trong nhà hiểu rõ về ba hơn, nên con đã nói tất cả sự thật về ba rồi. Trang. Dạ. Ba cảm ơn con. Trời ơi, nó có hết hồn hết cha. Ba biết, ba biết là sẽ có một ngày nào đó ba phải nói thật cho Mai hiểu. Bây giờ con nói là cảm ơn con. Mai. Dạ. Không không, em đừng dùng thái độ sợ hãi như vậy. Mai à. Dạ. Vợ chồng mà em cứ bình thường nha. Em bị quen anh ơi. Bây giờ anh làm lại một lần nữa. Anh kêu tên em làm cái đúng ý anh không? Mai à. Anh gọi em hả? Trang nó đã nói cho em hiểu hết rồi. Yes.
anh xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em. Trời ơi. Trời ơi, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Là xin lỗi tình yêu đó má ơi. Má ơi, má xin lỗi tình yêu rồi kìa. Em hiểu lòng anh rồi. Em tội nghiệp anh quá đi. Em nói anh nghe, không phải em muốn đi ra ngoài em giao du, hay là em học hành là để em muốn bỏ anh, không có. Em muốn phụ anh một tay. Em muốn được học, em muốn có công việc làm. Ai biết nhiều khi con người ta đang sân sẩn gì, tự nhiên té cái sụi mẹ nữa bên này. Có cái gì kia con cháy không? Không, không, ý con thật lòng lắm, có sao con nói vậy thôi. Rồi lúc đó ổng sụi rồi con có thể có nghề khác con nuôi ảnh, chứ mình đâu có ỷ vào một người, đúng không? Anh cứ yên tâm mà sống bên em đi. Em thề với anh, em nói thiệt, chừng nào anh chết em mới lấy thằng khác. Ôi, trời ơi, có cái gì kỳ quá à. Con có sao con nói vậy à. Rồi đây nè, nghe mới nói bữa nay nhà mình như vậy là thông cảm, đã hiểu rõ nhau hết rồi. Ngồi xuống ăn bữa cơm cho thiệt vui thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi bác. Ê mà thôi, cái này ăn không được, dẹp hết đi để má xuống dưới nấu cái khác cho nó ăn. Không, má để đó con ăn, để con ăn. Không, bệnh má, con bậy. Con bệnh ăn mấy cái này không có được, để má nấu cái khác. Không, con nói má để đó con ăn. Thôi mà, bác à. Cái gì vậy? Con đã nói rồi, ba của con ăn được, ổng đóng kịch mà. À hai, ba nha. Thú thật với bà nha, con muốn cưới vợ lâu lắm rồi đó. Nhưng mà nhìn cái gương của ba sao con sợ quá. Vậy thì bây giờ con hỏi ba nè, theo kinh nghiệm của ba ha, thì trừng trị vợ và sợ vợ, phương pháp nào sẽ mang lại hạnh phúc gia đình cho mình? Mày là con tao mà lâu lâu mày hỏi những cái câu ngu quá. Trừng trị vợ hay là sợ vợ đều không mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình là không phải do phía đàn ông mang lại, mà hạnh phúc gia đình là do phía phụ nữ mang lại. Trời ơi, hạnh phúc gia đình là do phụ nữ mang lại kìa má ơi. Giá trị phụ nữ được nâng cao rồi đó má. Thôi anh ơi, anh thấy thương quá anh ơi. Không lẽ giờ mà hôn anh miếng chứ trời ơi. Cho miếng nha. Đó, đừng có mắc cỡ nha. À, gì vậy? Ra vậy. Trời ơi, râu mà làm như cung tên đâm đau gần chết à. Trời ơi, cái này người ta kêu là cái rễ răng. Ghê quá trời ơi. Đường rồi tới tấu ông dìa. Rồi ở nhà tôi hả, tôi lăn lộn, tôi làm việc cả ngày, ông không có chịu về đây ông phụ tôi. Rồi bây giờ tôi nấu ăn rồi ông cũng không về ăn nữa hả? Ông ăn không? Rồi tôi hỏi ông có ăn không? Ăn thì ăn, mà ông ăn thì đổ cho chó nó ăn, đóng cái cửa cái then là tét cái đen mà đi ngu. Bây giờ ông ngủ luôn phải không? Ông chích cao luôn cho rộng hơn. Bực bạo à. Trời ơi, cái gì mà đang tụng kinh ở chổng à đó mà nghe cái giọng của chị lồng lộng vậy đó. Sao bởi ta nói trong đời, nó trong đời nó hay dữ lắm. Trời ơi, bởi khổ ghê vậy đó. Nhà ông tôi nói rồi, con người ta sống nay chết mai lắm. Mới thấy ảnh sừng sững đây mà bây giờ ảnh chết rồi hả chị? Chồng chị đó chết rồi hả? Bà vô duyên, đừng có bà vô duyên. Để ở nhà tôi còn đang buồn, có nãy chú Xanh chưa cúng, tôi đem qua dặn bụng chồng bà liền. Đợi tôi chút nha. Chồng tôi chết rồi nào. Tôi nói là anh ơi, anh về ăn cơm với em. Anh không ăn thì anh chết cha anh luôn đi. Vậy chứ chết rồi nào. Công nhận chả chồng nào có phước mới lấy được bà đó. Nhiều khi chồng mình đang khỏe vậy đó, mà nhờ mấy vợ như bà rủa ngồi mà đang đi ngã ngửa ra người ta khiêng về. Nấu cơm sẵn luộc trứng luôn đi, lát cúng ổng. Bởi vì tôi khổ ghê vậy đó. Gì? Khổ tâm lắm chị ơi. Khổ cái gì mà khổ. Em có ông chồng mà ông bỏ em, ông đi cả ngày à. Em nói anh ơi, tôi anh ở nhà cho em miếng đi, vậy mà không ở được một miếng nào luôn đó chị. Thôi đi bà đừng có gạt tôi bà. Trời ơi, nè, chị em phụ nữ với nhau nha. Mấy chục năm đây tôi ở không có chồng. Tôi rảnh tôi làm gì? Ở bên bà dậu tôi gìn gia đình bà tôi không hay hả? Hả? Trời đất ơi, ở ngày cả ngày làm gì chứ có tụng kinh xong rồi gìn gia đình bà làm gì tôi không biết vậy đó. Không cho miếng, cho 8 miếng bà mới đẻ ra 8 cục, không cho lấy đâu ra đẻ. Thì đúng rồi, hồi đó thì ổng cũng cho 8 miếng thì ra 8 cục. Bây giờ già rầu tôi xin nửa miếng để ra nửa cục, ổng cũng không cho nữa đó. Trời ơi, bà nghĩ sao chứ cái lứa tuổi của bà mà giờ ổng cho bà nửa miếng đẻ ra nửa cục, đẻ ra quái thai quái vật cái bà. Bởi vậy nè, bây giờ đời đó rồi. Cực khổ quá chị ơi. Trời ơi, đàn ông mà không bao giờ thích vợ mình nữa. Tôi cực khổ quá mà chị. Không lẽ... Khổ tâm. Ây cha.
Về tụng kinh sám hối không à? Đứng lại, mày giữ nguyên cái hiện trường đó cho tôi nghe chưa. Cái đời tôi ghét nhất ai qua đây nói chuyện mà nói chuyện nửa giờ đó chị biết không. Mình nói thì mình nói cho hết cái chuyện của mình đi. Bà không có nói hết cái chuyện, cái bà đứng ra bà chấp giá bà hết hà rồi xong bà chẳng lẽ ổng thì bà làm tôi thèm quá. Bà làm ở bà cỡ tôi nghe được không bà nào? Thôi tôi nói mất công, tôi nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi nói cho chị nghe, bây giờ mình sẵn ở đây á chị là bà chính rồi, mà bây giờ chị nhiều chuyện mức độ mà ta kêu chị bà tám luôn rồi. Thôi bây giờ chị nhiều chuyện cho tôi nghe luôn đi, tôi lại chị mà. Ồ vậy hả ta? À. Nhưng mà trước khi nói cho tôi giải lao cho đứng cái tư thế này coi kỳ lắm. Đúng rồi. Cái này xuống tấn mà xuống luôn, không có đường lên nè. Tôi còn mệt nữa đây nè. Tôi nói chị nghe, bây giờ đó tôi nói thiệt với chị, bình thường tôi không bao giờ mà tôi cảm giác dỗ dỗ nó lên lại dỗ lên hả. Trời đất ơi, đi mà khổ cực, có tuổi rồi còn mày đặt tập dưỡng sinh mà tập thế này nữa, khó chịu vậy. Có bữa đi ngang nó mắc cho luôn, nguyên buổi sáng mai mới đi nhà thương đó. Đây này à, cái vòng mà đi luôn như vậy mà xin hoài không cho một miếng á, có vợ bé chắc hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu, chồng tôi dở gì mà ổng dám làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu đó. Có vợ bé. Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay, tôi nói cho chị nghe. Chị, cái lứa tuổi của chồng chị phải nghiên cứu là đúng. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Lùa lên lượt cái nè đó. Lên lần cá thúng, mà lựa cá tươi ổng vứt cá ương cỡ chị dục phạt. Vợ thả lưới không à? Có đâu. Đàn ông bây giờ vợ chồng tôi là thề non hẹn biển, chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó. Trăm năm á là hứa với bà thôi. À. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm nè. Nha. Thời buổi bây giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy đâu nhanh nhánh không? Chưa nữa. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bồ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không là kinh nghiệm là theo rình rập biết hết. 11 ông có bồ nhí á là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ có bồ nhí. Ổng là người thứ 12 đó. Tại sao có bồ nhí? Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được chị ơi. Sai. Mấy bà vợ quá tự tin. Súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó. Nha. Đó. Cỡ này mà có đạn mới chả cũng giấu nữa. Nha, để dành kiếm những cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè. Thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá. Trời ơi, nhưng mà chẳng lẽ ổng... Ổng gì? Mà chẳng lẽ ổng đi thiệt vậy đó hả? Còn gì nữa, ổng tự tôi thấy ổng lết từ ở nhà bà. Trời ơi, nè, chị nói gì là chị nói không có đúng. Sao? Tôi thấy nha, chồng tôi nha, sáng ổng ngủ dậy nha. Sao? Ổng trường xuống cái giường. Cái ổng lết ra ngoài đường, ổng đi đâu có nổ đâu. Ổng đi ngang qua nhà bà, ổng bẻ hết cái bụi tre nhà bà, dạt hết. Trời thấy không? Trời ơi, lấy cái thế ổng chống ổng đi được đó. Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạt là do chồng bà đó hả? Chứ còn cái gì nữa? À, để bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin ghê. Bà biết chị nhé, ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không? Làm gì? Ổng chống hai cây tre để ổng bảo dưỡng hai cái chân ổng là bà nội. Ổng đi phà tới nhà nhỏ đó, ổng mới bẻ cái tre ra. Ổng giục cây tre lúc đó, ổng mới phóng lên giường, ổng xài cây củi. Hiểu chưa? Trời ơi, gì là nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường chứ còn cái gì nữa. Bụi tre tôi tàn mạt là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội. Trời ơi, sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sống như nhau không yêu đương nhau nữa thì mình nói một tiếng để tôi ra đi, tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông lén lút như vậy ơi chị. Trời, bà đừng gần tôi, bà đừng lây cái khùng qua người tôi nè bà nãy. Trời, bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hơn hay chơi công khai nó sướng? Tất nhiên là lén lút nó phải sướng rồi chứ. Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao? Bà đi ngang cái bà lủm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi. Thấy không? Thấy tôi không? Body hết vậy. Ra ngoài bờ xăm tắm lộ thiên không có thằng nào rình. Xung má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở chổng tôi tắm 80,000 thằng nó tới nó rình. Tôi tắm gần tiếng nó rình tiếng rưỡi vậy đó bà. Chỉ có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình nó mới đã. Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà. Bởi vậy không phải là ở dài đâu ngang với chồng tôi đó. Nhưng mà sao
Sao? Kỳ này mà ổng về đây nha, tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha, tôi thờ với chị nghe chưa, là hả tôi xé ổng ra, tôi băm 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 làm trăm mảnh, tôi thả cho ké nó ăn. Cái này để xài não hay không? Phải xài bằng cái này chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà, đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay, có loại chị cắt bằng kéo, có loại chị phải bỏ vô máy chị cán cán cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Dùng não. Trời ơi, phải dùng não hả chị? Ừ, tôi rành ổng lắm. Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là? Không lẽ gì? Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi vậy? Bà nào cái bà nói là bà trời ơi, em có phước là vợ của ảnh hả? Nó thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ che đâu. Tôi làm cho ổng hai cái nạn ổng chống phà phà luôn, lúc nào cũng sẵn sàng xài củi. Bây giờ vậy là coi như là chị không phải phải không? Phải bị bả không à? Không nói phải thèm chứ. Không phải, bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả, bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa, ổng ở về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh, tôi cho gà ăn vịt ăn rồi tôi quăn chị luôn á. Ôi đừng có bầm, bực trời ơi, bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới rau bầm ra được chứ vậy. Trời ơi, cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng. Tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài. Không không, phải dùng não, dùng não. Bây giờ tôi chỉ chị nè, phải nói cho tôi nghe. Tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè. Có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về ha, ổng hát vu vơ rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố? Hình như có à nghe, hình như có. Có bao giờ thấy ổng đi ha rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hít gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở? Có không? Hình như có luôn. Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi, cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài nó quánh bỏ lộn tôi sao? Có không? Hình như có. Hình như chắc. Chắc chắn có. Chắc chắn có. Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ? Quần này áo nọ có luôn. Sức dầu thơm thơm phức. Sức dầu thơm thơm phức. Có nhà tôi thì không có dầu thơm, mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối. Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà. Trời ơi. Chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi, còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối. Con gái mà nó nghe mùi chuối rồi tôi chỉ bay vô cạp chuối thôi. Trời ơi, chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xương sáo luôn. Trời ơi chết rồi, chứ bây giờ tôi phải làm sao chị? Dùng não. Trời ơi bây giờ tôi bực mình. Đừng cào cấu về, bình thường đã xấu lắm rồi. Bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả bà phải ăn nem. Bà vô duyên quá. Sao vậy? Tôi đang bán xương sáo đang ngon vậy tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy? Cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ ở chổng không à, không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á. Trời đây nè, tôi nói ông ăn chả bà ăn em, có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ ổng đẹp là ổng lẫy thì bà cũng phải làm y chang như vậy, hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai bà phải âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra hả? Khi nào mà có chuyện bà hãy bùng phát lên. Ê bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Đẹp. Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi mà, tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị. Bớt giỡn đi nha. Hả? Sao? Ăn cơm không giờ dám bê cái bà đây ăn hết trơn hả? Ủa sao vậy? Sợ ngắm bà ối vào tô cơm đó bà. Bà gan quá. Phải không? Tôi dặn này nha. Sửa soạn cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa? Rồi khi mà ổng về đó xử với ổng, nói chuyện với ổng, xử với ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng kêu tôi nha. Rồi. Tôi về nha. Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị? Cái đường bình thường nó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu được. Rào. Ê nó nghe nè. Hả cái gì nữa vậy? Cho tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm, tôi về nha. Trời ơi, sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ. La 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 la. Ông làm gì vậy? Hít gió. Hít gió ha? Không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha? Bà này. Trời, đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, hít gió không ra hơi mà cứ phù 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 mà ra nứu không à? Rồi, biết rồi. Trời ơi, đúng rồi.
chính nó luôn đâu. Quần này áo kia, trời ơi, quần đọt chuối mà áo màu cam lè. Quay lại tôi coi coi. Trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa. Trời ơi, bỏ áo vô quần ha. Trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịt nữa mới ghê chứ trời. Trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời. Có vấn đề rồi. Ủa, con gì vậy? Con gì mà kêu thế ghê vậy trời? Trời ơi, bà làm cái trò gì vậy? Hả? Tôi hửi. Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa? Hửi cái gì? Trời ơi, toàn mùi dầu chuối không nghe chưa? Mùi dầu chuối từ đầu tới chân. Bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền, phải không? Trời ơi, đúng không? Cái gì vậy? Hả? Bà có điên không vậy? Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh rồi nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok. Gì? Ok tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok. Là cái gì? Là ok đó ông nội. Trời đất ơi, mấy chục năm mình mà nói còn chưa hiểu đó. Tôi đi đây. Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì đó là phun nước miếng. Trời đất ơi, ăn mặc gì thì là phê bình. Là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Thấy không? Tự nhiên nó ăn chả rồi bán xương xăm, xương sáo hả? Không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy, ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bà nó tiếng yêu á, tôi nổi da gà luôn. Vậy sao không chịu nổi? Người khác là bỏ rồi đó, chứ có mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao? Tôi đang lừa dối em, mà sao em không biết? Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy? Bà ăn mặc gì kệ che tôi. Như cái hộp chị màu vậy bà nội. Kệ tôi. Kết thúc. Cuộc tình mình là chấm dứt. Cuộc tình mình là phao phè. Với bao tháng năm dần trôi. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Bà nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi. Bà chơi biến cái sóng thần vô mặt mình luôn à. Nè, ăn mặc cái vậy hả? Biến đi nha. Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái. Anh mới là người dơ dái đó. Cái gì? Tôi nói anh mới là người dơ dái đó. Tôi làm gì mà anh nói vậy? Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh. Còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên anh quăng ra đường là chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ. Ủa, tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống? Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó. Búp bê nào? Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì sùm kia kìa. Trời ơi, đó là vợ tôi đó cha ơi. Bà Tư đó hả? Ờ. Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy? Bởi vậy. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ. Thì không biết bữa nay bả làm sao á. Về cứ căng nhăn căng nhăn. Tự nhiên cằn nhằn ông hả? Ờ. Rồi ăn diện vậy đó hả? Ờ. Không biết tại sao nữa. Mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha. Gì? Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á. Thảm họa gì? Thiệt. Thời nhìn gia gì? Đình anh không có phát thành. Sao anh nói vậy? Nhìn giống nó than trời chứ không phải thời trang. Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê? Ê. Bận đồ lưng thung mà đeo jean nịt. Không nhầm gì đâu. Ờ, mà cũng không lạ gì, tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở chuồng mà anh còn dám mang dây nịch mà. Anh đừng có thào lao vậy. Ai mà ở chuồng mà đeo dây nịch? Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng mà sao mắc mớ anh đeo cái dây cái này để bà thương hiệu này chi? Thương hiệu gì? Đây nè, làm vườn đó. Trời ơi, người ta là LV ông ơi. Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi. Không biết cái gì chứ, cũng phải đặt nói. Ê, ba ăn diện thấy ghê quá vậy? Thì bởi vậy. Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà. Cái gì? Thôi tôi đi về. Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng mà úp mở đi về nha. Anh biết gì thì nói tôi biết.
Tôi biết nhưng mà tôi không có nói. Tôi nói ra tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi đi về ghê quá. Bỏ đi đây. Anh từ cái xạo ha. Anh thứ sáu ha. Sáu bảnh mà người ta kêu anh là bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có gây ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết. Tôi ghét chứ mấy bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó. Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả? Ờ. Được, nếu lỡ mang tiếng thì nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí. Cái gì? Kép nhí à? Ờ. Không có đâu ông ơi. Tôi ở với bà mấy chục năm nay tôi biết bà không bao giờ thay đổi chứ. Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha. Bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi. Đàn bà không đoán được đâu. Ai thì anh nói gì được chứ vợ tôi không thể nào gì được. Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nghẹ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi diện nha. Ê, không có được. Nói rồi hỏi cho cùng. Anh căn cứ gì đâu mà nói vợ tôi ngoại tình. Bây giờ nè, tôi hỏi anh, bà có chửi bới anh không? Có. Bà tự nhiên gây chuyện với anh không? Có luôn. Ăn bận rồi xịt dầu thơm không? Có, anh thấy đó. Xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta? Trời ơi, tức quá. Vợ tôi bị thay đổi gì sao? Không thể nào nhìn được. Không không, tôi phải kiếm mặt. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái gì? Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái gì? Nói gì mà nhẹ nhàng? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái gì bình tĩnh? Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh không bình tĩnh được, anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được. Đó, khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải vận công. Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm. Đó, bây giờ trước tiên, hai tay đặt lên ngực. Đặt lên ngực. Ngực trên này nó không nổi. Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi bà chỉ ở đây mà sắp gì vậy? Bà để đây. Bà bạn ông bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 87. Bà mẹ 87 mà ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha. Có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi. Cái gì ghê vậy? Nó xuống tắm nước. Nó xuống nước ghê dữ vậy hả? Ờ, không đua đâu. Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu. Thôi bỏ đi cái bài tập thì tập cứ lặng quá. Rồi, không có nhập ma. Đúng rồi, không nên tập đâu. Tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà để trên này mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết. Đúng rồi. Ê, có cái này, có cái này, có cái này. Cái gì nữa? Mới nghiên cứu trên đài phát thanh. Đài phát thanh sao? Nè, nè, trời ơi, tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? Hít, 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 hít đi, hít, hít. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không? Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Cái gì vậy? Cái bà tập gì kỳ cục vậy? À, trên đài nó nói tôi mới đem theo nè. Bà tập gì? Tập yoga. Ông đừng có tào lao. Yoga là ra ngồi như vậy nè. Nè. Thiền, tao đem đưa gai tôi thử thì có. Tao lâu. Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga, yoga. Tôi tưởng ga vô là hít yoga. Ông nghe tao chưa có thấy mà ông chỉ tập bấy tập ba không à. Tôi đang muốn nổi điên là ông làm trò gì vậy? Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu. Không có gì. Bây giờ là phải chết cho tôi thiệt. Đừng có nổi điên, bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nghe. Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh được. Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá, bận áo ngực chi vậy? Lòi ra lưng ghê quá. Bà không ngực cái gì? Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài. Con bà không ngực cái gì? Biết rồi, bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh, nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà, mình xử sự trong ôn hòa. Đó, dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình, anh xử sự như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ, anh là anh, tôi là vợ anh. Nghe. Rồi làm đi. Anh mở cửa bước vô. Thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Khốn nạn. Ây da. Ây da. Ây da. Giấm phụ. Giấm phụ.
Trời ơi, cái này là thấy chưa? Chơi với bạn mà lấy vợ bạn là cái thằng khốn nạn, đâu có để tao không vậy? Bà có nghĩa mày lấy vợ ra hả? Mày lấy vợ ra lấy. Trời ơi, ông Bảy ơi. Ông Bảy ơi nè. Đứng lại. Đánh không chưa? Có nhịp ơi. Có nhiêu tao bảy nhiêu. Bà nói gì? Nãy giờ chúng ở đâu chưa? Chúng quá trời rồi á. Chúng ở đâu đó, đừng chưa tiên chúng ở đâu. Trời ơi, trời sao tại sao? Bạn bè có hai ông thân nhất à? Hả? Tôi với ông, mà lại đâu nào ông lấy vợ người ta? Bà điên hả? Nghĩ sao tôi đi lấy bà Tư? Tôi là con trai đàn ông nheo nhẽo vậy nè. Cả cuộc đời tôi chưa biết thân thể phụ nữ là gì. Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lựa đó? Hả? Trong khi đó bà đây nè, bà đẹp sẵn sẵn gì mắc mó tôi lấy coi bà Tư. Đúng không? Ê mày! Nghĩ sao ta chơi tân gì mà nói lấy vợ của ông? Ông lọt chồng thái độ thấy hả? Nghĩ tôi! Thấy chưa? Tôi nói tôi là đàn bà chính chuyên mà. Cái thứ đó nó ẩm tôi mà. Tôi mà không đuổi nó ra khỏi nhà là nó hốt tôi vô phòng nó quất tôi rồi. Thấy ghê chưa? Đi ra khỏi nhà tôi ghi. Đuổi tống cổ ra khỏi nhà. Nhà này của người ta đó. Bà hay quá, nó về nó đập bà xéo hàm chứ. Ở đó bà đi ra khỏi nhà tôi. Nhà ta hả? Nhà của ông Tư đó. Bà làm rần rần à. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ. Bà làm quá mà ai dám lấy bà. Không có, tôi hiền lành lắm. Nè, tôi đây nè. Tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà đó. Mà tôi cứ quét lá ở ngoài, nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà. Người ta tụng ở trong, có nhiều lúc ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét? Ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi, lá tôi biết liệu bao nhiêu năm mình. Đây, còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hốt. Thôi khỏi đi ha. Thôi à, nhưng mà thôi, tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá, tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh Bảy một tiếng, nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè. Tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét hết rồi. Bể hết rồi hả? Bể hết rồi. Bà biết luôn rồi hả? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết cho bà biết luôn rồi. Con nhỏ đó có chữa luôn rồi, siêu âm sanh đôi hả? Trời ơi, xôi cái mặt đó, trời ơi, cái mặt. Hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tư vậy đó. Trời ơi, người ta nói chó giống cha, gà giống mẹ đó. Nhìn mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang. Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục nó vô đội đá banh luôn, đâu có được. Ông có 8 đứa, giờ thêm 2 thằng trai đó nữa. Cái này mới kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Bà Tư ngoại tình. Hả? Trời ơi. Quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi. Trời ơi. Giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi. Trời ơi. Trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm. Hả? Cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau? Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bỏ cho bú. Giờ không biết là sao này, thằng này nó lớn lên rồi nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại. Chết rồi. Cái mô đen này nó gọi là cái gì đó không? Lái máy bay. Đúng rồi. Phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ. Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn. Quá, bây giờ bể hết rồi. Khủng khiếp, bể hết rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì đi chăng nữa mà vợ chồng về có chuyện gì sao không? Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ sao giờ? Thì đó, thì bây giờ tội nghiệp quá. Tôi ăn chay ngang, niệm Phật ngang. Chứ tôi cũng quét lá không mà. Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho mình đi. Tu tại gia mình đâu có làm ác. Vậy em làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó. Rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Giờ nè, có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Để giờ nói chuyện bà sao? Nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ông á, ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á. Bà ăn cướp rồi. Ông là đồ ăn cướp. Bà mới là đồ ăn cướp. Đồ ăn cướp, ăn cướp. Đến đi. Từ đó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không? Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy. Bà cháy nhà mới lòi mặt chuột. Ông á, cháy nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á.
Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nãy bữa giờ ở gần sở thú. Thú mà không hay. Nói mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì đối với tôi cũng sai hết. Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời sai. Sai. Ông sai, nên ông sai. Đến giờ vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện, có bàn có ghế xong rồi hả? Bước vô có bàn có ghế đàng hoàng, từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết đơn đi vậy. Vậy bà bậy bạ à, gia đình ta gây lộn tự nhiên là xuôi đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm, để tôi hãy cho. Cái gì vậy? Ông đúng, tôi phải ly dị với bà. Đúng, ly dị thì ly dị, nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài. Đúng, cái gì thì cái của chồng công vợ. Đúng rồi. Ai cũng có quyền, ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm 3 phần. Đó, chị một phần, anh một phần. Đó. Còn mấy đứa nhỏ con tôi một phần đúng không? Đâu con phần cho tôi chứ. Hả? Cái gì vậy? Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà. Tào lao. Nghĩ sao vậy? Vợ tao ông ta đang ly dị, đi nhào vô chia 3 phần ông phần. Còn tôi đứng đây để chó ăn sao? 4 phần, 4 phần. À, tào lao nữa. Cái gì nữa vậy? Gì mà quá trời vậy, tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị cái vô đây cái đòi chia gia sản à. Đó ông thấy chưa? Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông á. Mà nói sao? Con người ông á ngang. Tôi á là hả, ông á cũng biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa? Cái gì? Ừ. Bà là lăng loàn. Hả? Ừ. Ai? Ai nói tôi lăng nhăng? Cái gì? Ai nói tôi lăng loàn? Tôi nói ông nghe ngang, ngày nào tôi cũng lăn lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loàn? Ai nói? Anh bảy. Bảy hả? Rồi con a cái gì? Ai nói tôi lăng nhăng hả? Chị Tám đó. Về nhà tụng kinh đi. Chứ về nhà. Bẹt lá. Chơi hai đứa lại. Đưa đây. Chị Tám. Dưới cái giò gì? Đưa đây. Hả? Chị căn cứ ở đâu mà chị nói tôi là một người đàn ông lăng nhăng? Hả? Cô. Cái gì? Ăn chay tụng kinh không hả? Thiệt. Tụng kinh chị nói vậy đó hả? Không có. Tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó, bị bệnh hoang tưởng. Rảnh ghê vậy đó. Trời lo, thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu có ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào cũng về than chồng than con tôi lo. Hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói, tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn tôi nói vậy thôi. Chị rảnh quá. Ở không ghê đó. Còn anh bảy. Sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàn vậy? Hả? Tôi nói chị nghe, tôi làm nghề quét lá mà. Ừ. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá, tôi coi phim. Tôi coi phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá, tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu. Trời ơi là trời. Hay rảnh quá ha. Đợi em. Cái gì? Em móc đồ. Móc gì? Móc điện thoại, không có gì đâu, móc. Làm em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa, móc cái đó. Điện thoại. Alo. Ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa. Trời, kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười, cái ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à. Ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao. Tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo. Hả? Gì? Sáu hả? Ừ, nhiều món quá sao tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đợi bạn cái giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà ăn Sáu. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà ăn Sáu nha, tôi qua ông Mười nha. Đi liền nha, rát về cái này thông báo. Ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu. Nhiều chuyện quá trời quá đất à. Nhìn gì? Ông nhìn tôi cái gì? Bà đó nha. Cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe, không phải là hàng xóm láng giềng nó cũng tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận đó, thọt vô thọt ra, gia đình người ta tan vỡ. Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc thì cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha. Bà làm gì vậy? Tại hấu hận quá nói không nên lời cái đá hết gì đó chơi. Đi. Nè, không được làm gì nữa nghe chưa? Dạ. Tôi nó động thương yêu bà hết trơn á. Biết rồi mà. Không quên ngày đám cưới hả? Hát bài cho mà ha. Tại gì? Nha, đó là cái gì, bài gì đó. Rồi, anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, cho nên gây lộn cãi nhau anh bảy chị Tám chơi cười. Hiểu chưa? Không, tôi biết rồi. Với em, anh Mai là người tình em xem. Cái gì vậy? Tôi rẽ đúng vậy hả? Trời lộn, trăm năm ông đầu ơi. Ok. Hai người làm gì vậy? Ủa làm gì sao tự nhiên? À, ta ăn năn hối cải. Người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện. Đúng không chị? Ủa?
Nãy tôi chưa có mở vậy trơn, nó để vô, có mở thôi, cái giờ nó rảnh luôn vậy đó. Trời đất ơi, không đến hai ca lần siro uống mà cho nó vững tràn ra ngoài à. Còn anh? Còn anh sao? Ủa? Vậy? Trời ơi, sao vậy? Cái gì vậy? Con Sáu là cũng tại bà này nè. Con Sáu nó ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó, là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô, tôi đâu có biết chuyện gì, tôi sắn vô tôi chữ đó. Tôi chữ cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ cái tôi đã biết đâm đốm không à. Trời ơi, ta nói bởi vậy nè. Bởi sáng nơi nhiều chuyện. Nhiều chuyện sàm xí. Có số đào hoa nhắn mấy anh chồng vợ hai vợ ba, có chơi thì chơi cho khéo chớ quên quên vợ nhà. Ông bà xưa có câu ớt nào mà ớt chẳng cây, gái nào là vợ ghen. Ghen bây giờ tinh vi hơn xưa, ghen bây giờ tàn nhẫn hơn xưa. Quan thư thời trước có sống lại cũng chào đùa. Ghen bây giờ khôn ngoan hơn xưa, ghen bây giờ xì mát hơn xưa. Quan thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Em xin giới thiệu với quý vị, em là CEO của công ty D&G Corporation. D&G không phải là Dolce & Gabbana, mà D&G là đánh ghen Corporation, tức là công ty đánh ghen. Thưa quý vị, tới với công ty em thì em sẽ dạy cho hiểu thế nào là ghen, đánh ghen làm sao cho nó có trình độ, đánh ghen làm sao cho mấy ông nể, mà đánh ghen làm sao để lôi kéo mấy ông về. Mà đánh qua đánh lại, đánh tới đánh lui mà mấy ông không bỏ tật ghê thì thôi cho mấy ông đi luôn. Có tiếp khách không? Rồi rồi, mời vô, mời vô, có khách rồi, khách rồi. Mời vô, mời vô, mời vô, mời, mời hai chị vô. Thấy chưa đó, 32 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi nhìn tôi biết ai sầu thảm liền. Nè, có hai người phụ nữ nè. Cái người mà cái mặt già già xấu xấu mà nhăn nhăn là chắc chắn là bị chồng bỏ. Chị bị chồng bỏ đúng không chị? Mặt ta tươi vậy mà chồng bỏ, cười giờ chồng bỏ. Cái mặt mà cười giả trân vậy mà nước mắt ranh chồng là chắc chắn rồi, em chắc là chị chồng bỏ đúng không? Tôi chưa có chồng. Hả? Trời ơi, chị chưa có chồng hả? Ừ. Ờ, nhưng mà chắc lẽ là chị có người yêu rồi đúng không? Chưa có người yêu luôn. Cái gì vậy, từng tuổi này mà chưa chồng chưa có người yêu hả? Tôi nói câu này ra ai cũng la trời hết nha. Rồi nói đi. Tôi còn con gái. Oh my gosh, rất là trời đó. Trời ơi, còn thông dịch nữa hả? Nhưng mà nếu mà chưa chồng nè, không có người yêu nè, còn con gái là ế rồi. Đâu có gia đình đâu mà có gian dở đâu mà vô gặp tôi làm chi? Không phải tôi à. Má kia. Hả, cái gì? Tôi nói không phải tôi, là cái con bạn của tôi. Nó là bạn của tôi. Ủa? Dạ. Bạn hả? À, dạ đúng. Cái rồi. Gì vậy, mày làm gì mày sợ vậy? Tôi là như bạn vô này mày xuống đó. Tông làm hết hồn hết chứ à. Rồi bạn nhưng mà lũ khà lũ khụ già dữ vậy rồi. Không sao, tại ghen nó hại sức lắm đó. Nó ghen đó. Thôi thôi thôi, bỏ xuống dùng cái coi. Bỏ xuống bỏ. Đi. Trời đất ơi. Gì vậy? Em ơi. Đó. Trời ơi, mặt mũi vậy. Tướng tá vậy. Trời ơi em ơi. Đẹp vậy mà sao bị chồng bỏ vậy em? Chị làm nhục em rồi đó. Không, ý gì nè, ý chị nói là già già xấu xấu như bà này chồng bỏ chị không tức. Mà em đẹp quá bị chồng bỏ chị tức biết không? Cái gì? Hả? Nãy giờ có nói tôi già hoài là sao? Bà không nói tôi
tôi già mà bị tam tai hay bà kia? Cái gì vậy trời ơi? Tôi muốn giết người quá chừng luôn á. Sao vậy? Tự nhiên vừa phải thôi chứ. Ôi, thôi nè, thôi mà. Nói cái nết nói chuyện vô duyên này nè, mà hay sỉ nhục hay nói tao già này già nọ đó. Có con nhỏ bạn ở dưới quê mình, mày nhớ không? Ồ, tao cũng thấy cái quen quen. Cái con quỷ đó nó hay chửi tao là già nên già nua vô duyên. Đúng rồi đó. Mày nhớ không? Con lợm. Đúng rồi. Trời đất ơi, ai mà nó biết tên cúng cơm của tôi vậy trời. Tôi nhớ là mấy chục năm trời tôi chỉ có hai con nhỏ bạn mới biết tên cúng cơm của tôi là Nguyễn Thị Lụm thôi. Đó là con Thủy và bà Liễu. Thôi tôi bay hả? Trời ơi. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau. Lụm, tao biết tại sao tụi mình hay lạc nhau rồi đó. Là ba đứa lạc tông quá, cho nên lạc nhau. Trời ơi, tụi bay gặp lại mừng quá mấy chục năm trời ơi. Hey, gặp lại nha, ta không thấy đứa nào thay đổi nha. Đúng rồi. Nghĩ nè, trời ơi, ta nhớ hồi xưa là mày là đẹp nhất xóm thấy chưa? Quá đẹp luôn mà bây giờ vẫn còn đẹp nè. Đúng. Chỉ con cái không thay đổi biết sao không? Mày quê quá. Quá tới Mỹ rồi còn bới cái đầu rồi mặc quần áo vậy làm sao? Trời ơi, chồng con rồi mà diện cho ai coi mẹ ơi. Thấy không? Thấy sai lầm không? Thấy sai lầm chưa? Càng có chồng càng diện. Đừng diện cho mấy chả, mình diện cho mình biết không? Còn chị Trinh, tao cũng vậy phải không? Không thay đổi chút xíu nào hết. Đẹp hơn hồi xưa phải không? Hồi nãy chị nói chị còn Trinh á thì là coi như là em không có tin. Giờ sau khi biết chị là chị Liễu rồi em mới tin đó. Sao vậy? Chị không nhớ hả? Sao vậy? Ngày xưa trong xóm đàn ông ai cũng sợ chị hết trơn á. Tại chị dữ quá. Cái gì mà dữ, vậy mà dữ, vậy cơ dữ á. Em có dữ quá gì? Chị bị dữ. Còn mày, mày hiền quá. Có chồng con gì chưa? Chưa. Vậy là mày còn không 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 bà, tôi hơn bà, tôi hết rồi. Vậy hả? Tôi hơn bạn bậc à hả? Nhưng mà em nói chị nghe nè, em không có chồng nhưng mà em có người yêu. Chồng chi đó, chồng như thế không, thấy khổ ghê không đó. Chồng thôi, là chi thôi. Em nói chị nghe nè, nói nghe nè, người yêu á thì còn có người này người khác. Chồng nó còn kiểu nó ra đời nó gặp gái nó thân thớt nói cười, nó về nó nhìn vợ như kẻ thù vậy á. Sao tao không biết kiểu đó? Thôi thì mày không thôi. Có kinh nghiệm đâu. Thôi Lụm ơi, tao nói mày nghe nè, bây giờ tao cái gì mà Lụm vậy trời ơi, tao đâu có quăng gì đâu mà mày Lụm. Bây giờ tao có tên khác rồi. Tên gì? Tụi bay biết Nicki Minaj không? Biết. Con nhỏ rap đó phải không? Rapper đó phải không? Tao nhìn mày tao nghĩ mày muốn chồng dữ lắm rồi đó. Bà Liễu ơi, tao thích con nhỏ đó lắm. Đúng rồi, đó là Nicki Minaj. Còn xin tự giới thiệu, em là Nicki Milu. Tao nghe tên đó tao muốn thảy cục xương cho nó dễ sợ. Cái gì vậy? Nè, bà vô duyên á nha, bà làm tôi như lặng chó bằng vậy. Tao nói mày nghe, ở dưới quê mình á, người ta hay kêu chó Milu Milu đó. Vô duyên à. Thôi nè, tao nói mày nghe nè, cứ gặp nhau, hai đứa gặp nhau là cứ dị hoài tên của người ta mà mày kêu gì kỳ lắm. Đúng rồi, tao không tỉ là lịch sự không? Mà Lu ơi Lu. Thôi mày kêu đại tao tên Lụm đi. Mày kêu Lu Lu nó còn giống con chó hơn nữa. Trời ơi. Tao vô đây, vô đây, mời vô. Tao bây giờ tao rối lên hết trơn rồi. Giờ mày đã rồi, sao đâu mày kể tao nghe coi. Ở đây kể cho nó nghe. Không được, bây giờ tao nói mày nghe. Tại sao vậy? Tao nói mày á, bây giờ tao giúp mày, sao mày gia đình, chuyện gia đình sao? Giúp tao nghe đi. Mấy chục năm nay cái ngày nào tao cũng ghen hết trơn. Thấy đầu óc tao gì không? Mày làm sao mày giữ chồng tao? Chứ không thôi, chết là tao. Tao nói thiệt mày. Cái gì vậy? Trời ơi, nó sao vậy? Trời ơi, nhắc tới chuyện ghen là nó xỉu vậy đó. Trời ơi, nó ghen, nó lộn lộn, nó ghen, nó xỉu. Nó ghen mà nó xỉu, nó xoay ba vòng là sao vậy? Nó làm như thiên nga vậy, chết vậy mày. Mà tao nói mày nghe. Sao? Bây giờ nó xỉu rồi, nó không biết gì hết đó. Mày hỏi chuyện chồng nó đi, tao kể cho mày nghe. Qua đây, qua đây. Qua đây, nó té. Trời ơi, sao vậy? Ngàn chục lần vậy đó. Chốn tự lết vậy, không sao đâu. Trời ơi. Mày vẫn cứ đánh ghen sao mà nó xỉu hoài sao? Sáng nay rủ tao đi đánh ghen. Mới ra khỏi cửa xỉu. Mày biết tao làm gì giờ? Ừ. Sẵn có ba đứa con nó ở nhà. Tao rủ đánh sạch xám. Trời. Đánh bài, đánh ghen không thấy, tao thấy đi đánh bài, tao rủ đánh bài. Không cái nó tỉnh dậy mày biết không? Nó tội nghiệp nó quá, nó buồn quá. Tao mua rượu cho nó nhậu. Trời ơi, cho nó dơi sầu. Hỏi đi. Ở chồng con nó đi. Hỏi bà nè. Bây giờ chồng nó ngoại tình lâu chưa? Ủa cái thằng cha này tao nói như là cái hạm nhà binh vậy mày ơi. Tao nói nay con này mai con kia. Nó nói trời ơi, gặp nó là già trẻ bé lớn nó không cần biết. Nó gặp là nó hốt, à mày. Mr. Vacuum nó phải không? Hút bụi đó mày. Hút bụi đó phải không? Sao thấy quen quá. Trời vậy đó hả? Nhưng mà bây giờ bà có gì bà gặp mặt cái bồ của chồng con Thủy chưa? Tao gặp mặt tao kiếm mày làm chi? Bây giờ có bao giờ bà đi theo dõi không? Bà theo dõi bà thấy mặt. Có.
ngày nào cũng theo dõi trơn á, có bữa sắp sửa gặp tới mục tiêu rồi mày biết không? Cái tự nhiên nó xỉu. Trời, người ta làm gì tao phải lo cho nó mất mục tiêu chết rồi. Thôi bây giờ bà sao bà ráng bà gọi nó dậy đi để tôi hỏi nó cho kỹ đi. Là chuyện của nó tự tỉnh rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Rượu đâu liễu. Rồi uống rượu quen thôi, quen thôi. Bữa nay ở ngoài đường nhịn bữa nha nha. Thôi, sao đây? Giờ mày giờ xuống đây ráng mày giúp tao mày đi. Đây. Đúng rồi, mày xuống đây nè. Bây giờ mày, tao nói mày nghe bây giờ á, ít nhất mày phải biết chồng mày đi đâu, chồng mày làm gì, từ đó mình mới biết mà mình đánh ghen. Giờ mày cho tao biết đường đi nước bước của chồng mày coi làm sao. Biết chứ. Chồng tao là PT, là professional training, cho nên sáng nào á ổng cũng đi tập cho người ta, từ sáng sớm cho tới chiều tối ông về nhà ăn cơm tắm rửa sạch sẽ xịt dầu thơm, cái là 9 giờ tối cái ổng đi tập cho ổng tới 3 giờ sáng. Ổng tập cái gì cho ổng? Thì ổng chạy bộ. Cái gì chạy bộ từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng á hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà mày tin hả? Chứ sao? Trời, cô này nó ngu ghê đó. Chồng tập thể dục mà 9 giờ tối đến 3 giờ sáng mà nó tin, nó hồi ngu ghê vậy đó. Thôi giờ vậy, ông nói mày nghe nè. Bây giờ cái cách ghen của tao là mình ghen từ từ biết không? Mình ghen từ từ thôi. Bây giờ trước tiên vậy nè. Nếu mà mày biết chồng mày với con bồ của chồng mày, mày mời luôn chồng, bồ và mày. Ba người đi ăn sáng với nhau. Để làm gì? Trời ơi, nó ăn sáng để nó khỏi ăn chồng mày chứ làm gì? Không phải vậy bà ơi. Đây nè, tôi nói mà nghe, tôi gọi là ăn sáng như vậy thì cái cô bồ của nhìn có thấy ủa trời ơi, người ta có vợ rồi, vợ chồng người ta vui vẻ vậy tại sao mình nhào vô làm gì, tự nhiên người ta rút lui đó. Cái người đó là người biết điều biết không? Ừ. Ăn sáng rồi nó đòi ăn trưa ăn chiều, rồi chủ yếu là món ăn tối nữa, mày gặp tao xứng mấy tao bỏ. Trời ơi, vậy là bà là không người biết điều. Rồi thôi, cách này không được đâu mẹ ơi. Không được hả? Ừ, tao thấy không được. Vậy nè, ngồi xuống người ta nói nghe. Thôi giờ trước tiên mày phải biết là chồng mày đi đứng ở đâu này, mình theo dõi rồi thì theo dõi xong rồi mình mới hành động biết không? Bây giờ có cách vậy, tao chỉ với mày cách theo dõi. Mày có cái điện thoại đó không? Có. Nè, điện thoại nè. Rồi đây, mày có cái gì ha? Đây có cái app nè ha. Cho số phone của mày vô đây nha. Cho số phone của mày vô. Đó. Số phone của chồng mày á. Đó, vô đây đó, mày nhấn nút này đó. Bây giờ mày thấy cái cây này không? Cái cây này nhúc nhích là chồng mày nhúc nhích. À, chồng mày đi đâu là mày theo dõi đó, thấy chưa? Hay vậy hả? Miễn cây này nhúc nhích là chồng tao nhúc nhích. Tức là nếu mình có số phone của người ấy thì mình biết người ấy ở đâu phải không? Đúng vậy. Dạ. Vậy ở đây có ai có số phone của anh Quang Lê? Quang Lê thì khỏi cần hỏi, đang ở bờ chăn gà nè. Chị ra ngoài sòng bài á, cái chỗ kéo máy á. Máy gì? Máy con sói á. Vậy hả? Chút mình ra mình kiếm ảnh á. Dạ. Cái chỗ nào mà một người mà ngồi hai ghế mà ba cái máy là Quang Lê á. Như tao thấy cái này nhúc nhích nè mẹ ơi. Đúng rồi. Nhúc nhích rồi nè. Chồng mày đó, chồng mày đang đi đó. Cái này nè, nó thấy rõ ràng, thấy chưa? Mày thấy không? Đó đó, khung cảnh nè, đó đó. Ủa trời, nhúc nhích rồi. Ủa sao mà cái này chỗ này nó quen dữ vậy? Cái quán cà phê, xéo xéo văn phòng tao nè. Ủa cái gì vậy? Tao thấy rồi, thằng Gia Trọng ngồi trong xe kìa Thủy ơi. Hả? Cái gì? Ôi chồng tao. Trọng là chồng nó. Chồng mày tên Trọng hả? Ừ. Cho có hình được không? Nè. Đi nè, hình nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Bồ tao. Hả? Tao có hẹn cái gì kỳ cục vậy? Liễu ơi, cái gì kỳ vậy? Tại sao? Đừng xỉu nha, đừng xỉu. Xin lỗi, tao xin lỗi, tao không biết cái này. Đừng xỉu. Anh nói là anh còn độc thân. Nó hay quá. Anh nói là vợ anh chết rồi. Ôi trời ơi. Mà anh nói vậy nè, anh nói vợ anh bị một người bạn thân giết chết nữa chứ. Trời ơi. Nên tao thấy tao đau hơn, tôi chết rồi. Trời ơi, vậy là không được rồi. Mày thấy đàn ông chưa? Hở ra trời ơi, chi này sao Liễu ơi, chắc tao xỉu đó, tao xỉu. Đừng xỉu, đi vô nhà nha. Tao không biết đâu mày làm gì nó làm không, tao xỉu nó nha. Đừng xỉu. Vô nhà để tao đi, tao đi với mày. Để nó xử. Để nó xử. Tao tin mày đó nghe. Rồi, nó xử. Sao kỳ cục vậy? Trời ơi. Minaj, baby! Hello! Hey! How are you? Thể thao chưa? Thể thao không phải khoe hàng. Thể thao cho khỏe đấy nè, đi chơi. Nếu mà không muốn bị bỏ rơi, tập cho thiệt bự anh sơi mỗi ngày. Hello everybody, hello Minaj, I miss you. I miss you too. I want you. Yeah, I need you. I love you too. Hey. Ây da. Baby. Em đỡ anh vậy em. Hả? Dạ, bị giật bẻ rồi. Dạ bé. Tập cho cố vậy, kéo lên. Được chưa?
Tập vừa vừa thôi anh. Mấy bữa nay sao đi đâu vậy? Bộ bận công chuyện lắm hả? Trời ơi, em biết không? Mấy bữa nay cái gym của anh nó có ra hai cái chương trình mới. Tôi nói tụi khách ta nói đăng ký nườm nượp luôn vậy đó. Anh tài năng quá. Cái chương trình đầu tiên là cái chương trình giảm cân. Ồ, cái đó trời khó lắm á. Ôi, tôi nói từng vừa rồi có khách VIP vừa vô tập mỗi ngày luôn nha. Mà bây giờ cái cân hình thân hình giật 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 cân đối dữ lắm. Là xuống cân dữ lắm hả anh? Yes, he's so happy. Cân đối lắm hả? Yes. Ai vậy anh? Quang Lê. Anh ơi. Thiệt em... Bây giờ happy lắm. Rồi cái thân hình bây giờ nhìn đi đã lắm. Đã thiệt anh ơi. Em vừa mới đi uống trà sữa với Quang Lê ngày hôm qua anh ơi. Hả? Em chưa uống hết một ly mà hi hút hết ba thùng rồi anh ơi. Làm sao mà ốm được. Vậy là xuống rồi đó. À. Chạy trước khi vô cái chương trình giảm cân là quốc tới 6 thùng lận đó. Trời ơi, ghê cái quá. Tiệm bô bà của người ta 9 giờ sáng mở cửa mà 10 giờ bước vô là hết đồ bán. Trời ơi, Quang Lê mở hàng đắt hàng vậy hả anh? Đâu phải, mình Quang Lê hút hết á. Ghê quá. Nó nghe nè, cái chương trình đó bây giờ trời ơi, Lê nó so happy. Giới thiệu qua cho người bạn nữa, tại vì còn một cái chương trình nữa. Dạ, dạ. Dương tới tương lai. Là sao? Chương trình gì Dương tới tương lai là sao anh? Kéo cao giò. Trời ơi, cái chương trình này hay lắm. Bạn của Quang Lê thích quá, đăng ký vô luôn. Bây giờ hai người tập một lúc và hai người so happy. Cái người kéo tới tương lai rồi có thành công không anh? Kéo cao người... Rất thành công. Được bao nhiêu cm? 2 cm. Trời hay quá, ai vậy anh? 1m49 lên 1m51. Dạ, Việt Hương với Thúy Nga. Hai đứa luôn tập đều mỗi ngày. Bây giờ so happy. Mà sao hay vậy? Cho dù mấy tuần mà lên được 2 cm là cũng rất hay đó anh à. Làm sao được vậy? Trời ơi, em biết sao không? Dắt ra ngoài Phước Lộc Thọ thôi. Mua đôi guốc đeo vô cái là đi được liền. Anh nói chơi thôi. Miễn sao gặp baby, gầm cho baby vui là anh vui rồi. Trời ơi, cái gì anh nói cũng được hết trơn hết trội á. Anh làm cho người ta đẹp vậy chứ anh làm cho em cái gì nè? Mẹ tròn con vuông. Ủa sao vậy? Có nghĩa là muốn em đẻ đứa thứ tư phải không? Làm gì có đứa thứ tư, anh chưa bao giờ có vợ. I'm still single. Cái gì vậy? Cái gì vậy em? Nhà em có con chuột. Chuột bự lắm mà nó chạy rồi đổ đồ bể đồ này không sao đâu. Dạ, chuột làm hết hồn mất. Dạ. Thôi đừng có lảng tránh cái công chuyện của em nữa. Sao? Đi đâu mà hôm nay mới tới, bận rộn sao? Em yên tâm. Kể từ bây giờ anh ta sắp xếp giờ rồi. 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là giờ của em. Cái gì vậy? Trời ơi. Tiếng gì vậy em? Dạ con mèo, hồi nãy là con chuột giờ con mèo. Trời, nhà em nó con mèo. Súc vật nó chạy vòng vòng vậy trời. Giống như là Tom and Jerry, anh nó cứ rượt nhau hoài à. Dạ. Mấy mình kêu pest control tới bắt nó được không? Dạ. Lát hồi nhiều khi có con cọp nó xuất hiện á anh. Ôi, ơi. Em làm á. Dạ. Nói nghe nè baby, trời ơi, các tuần lễ anh không gặp anh nhớ em quá luôn. Ngồi đi đi nè. Anh nhớ em quá nè. Trời ơi, em nhớ cái đôi vai bự của anh quá à. Tại đôi vai này là coi anh tập là để làm gì, lo cho mẹ già và ba đứa em. Mà ba đứa em đang tuổi mới lớn. Mẹ bà nó ăn gì đâu mà nó ăn quá trời ăn luôn vậy. Vậy hả? Ăn vậy thôi mà còn thua mẹ già của anh ăn nữa. Mẹ già ăn hơn nữa. Trời ơi, mẹ già anh ăn kinh khủng vậy hả? Khủng khiếp lắm em, bởi vì anh phải tập để kiếm tiền, để có tiền lo cho gia đình đó. Yên tâm, cái chuyện đó anh đừng có lo quá, cái gì em lo cho. Đừng có làm vậy với anh nha. Anh không có thích xài tiền của phụ nữ nha. Được rồi, cái chuyện đó không thành vấn đề. Bây giờ nè, em vô nha, em sửa soạn phòng ốc nha. Em chờ anh nha, đưa em lên 4 tầng mây nha. Thôi đừng, từ. Sao vậy? Anh có quà cho em. Có quà nữa hả? Chưa cái gì cái đòi đi vô phòng ốc liền à. Này, tăng 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 tăng. Quà gì? Eye gel. Eye gel. Yes. Cái này anh mua cho mẹ già mà mẹ già không có thích. Vậy à? Dạ, nước sương mới của eye gel nè. Trời ơi. Đó, cầm lên để đó. Cái này là Deep and Dark của eye gel nha. Vậy đó, hả? Bột nhúng rất là xịn. Rất bền phải không anh? Đó, đây, có cái máy LED luôn nha. Cho em ở nhà tự làm đẹp. Đẹp quá, cái sơn, màu sơn này nó chắc lắm không anh? Bền vững và ai cũng thích mùa này là coi như hợp new trendy. Dạ, nếu mày còn dư là em sơn nhà luôn anh, cho nó chắc luôn á. Dạ. Nó nghe này, cái chai nước sơn này mày sơn nhà, trời chắc ai chơi chúng mánh quá. Vậy nó bán mới nhiều nữa anh ơi. Thôi được rồi, để em quan vô em sửa là anh tặng cho em cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi, em thích quá, em thích áo đậm, em thích áo đậm. Anh em thích, nhưng mà em thấy coi bộ anh thích áo đồng này hơn em á. Bậy à. Tôi thấy anh sung sướng quá. Có dạ? Tặng cho baby.
Cảm ơn anh, để lát em thay liền. Tôi thay liền nha. Thôi em vô nha. Chưa. Cái gì vậy? Sao làm gì mà cứ đòi vô trong hoài? Cái quan trọng là cái này. Cái này là cái gì? Cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà anh văn minh như vậy? Anh tiến bộ như vậy? Trời ơi, ghê quá à anh. Cái gì? Trời ơi, cái giường em không có cái này. Em ơi, cái này phải để lên cho cái đầu giường. Không phải đầu giường hả? Giường em nó cũng không có cái này. Cái này cũng không phải cột ở dưới cái chân giường. Chứ làm gì? Cái này là để trói hai trái tim của chúng ta lại với nhau. À, trời ơi. Để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Trời nè, ơi. Mở cái này ra đó. Anh thánh thiện quá. Còn em trần tục quá, em nghĩ lung tung quá. Em quá trần tục luôn. Ai ngờ là hai trái tim thôi. Hai trái tim thôi, cái còng là hai đứa mình khóa lại với nhau giống vậy đó. Anh đó. Mở ra cho em coi coi. Đó. Đó. Dễ thương quá, được rồi. Đó. Được rồi. Em thử anh mở cái này ra. Anh mở luôn cái này cho em là dạ. Đó. Dạ. Vô. Chưa? Búp. Đó. Rồi hay giờ quá. Chói anh với chói em đây, lại. Em thử chói anh coi nha. Dễ thương quá anh ơi. Thôi bây giờ đem vô em sửa soạn nè. Em sửa soạn. Đấy đây nè. Nè, không có được đi đâu nha. Anh hứa với em hôm nay đợi em tới 3 giờ sáng luôn mà. 3 giờ sáng thì anh vô đây nè. Đó. Gì vậy? Hả? Hả? Đây thử nó có chắc hay không? Chứ chói hai người rồi sao em mần gì hết đó. Vô nha. À. Đứng đây nha. Em vô em sửa soạn phòng rồi em ra nghe anh nha. Bận cái I love you. Em bận áo để em ra liền nha nha. Chị cười. Hồi đó giờ tôi chưa bao giờ thử về cái xứ hoang dã luôn á. Cái mùi cây này lạ lạ nè. Ủa mới vừa phóng vô phóng ra sao cái tướng khác vậy ta. Em vậy chị Liễu vậy chị đi dạy tới đây vậy? Tao dẫn má tao đi chơi. Rồi má chị đâu? Ra đi má ơi. Tao hết hồn tắt mồ hôi luôn á. Nó nghe nè chị Liễu. Vậy chị chơi xấu vậy chị Liễu? Xấu gì? Chị có má đẹp cái tướng ba đầy ngon vậy sao đó giờ ông dắt ba nhà em chơi. Đó là quỷ mà, nhìn kỹ đi. Má nè. Thủy. Thủy gì? Vợ. Vợ gì? Mình ơi, ủa mình tới đây làm gì? Mình đầu tay chân gì? Tôi nói thiệt nha, ngày hôm nay đó tôi rất là bình tĩnh, tôi không có xỉu nữa. Tôi quá khổ vì anh rồi. Hả? Dẹp anh qua một bên đi nha. Tôi không bao giờ tin anh và không bao giờ tha thứ mình, cho anh mình, nữa. Mình nghe anh giải thích à, anh có nỗi khổ đó à. Mấy ông đàn ông nha, 10 ông như 11 ông à, quậy banh cái gia đình luôn á mà hỏi là anh có nỗi khổ riêng của anh. Không, không vậy trơn á. Em ơi, nghe anh giải thích em thật anh bây giờ mà còn giải thích cái gì nữa mà giải thích nữa nha. À, nè đừng có nói là cho anh thêm thời gian nha. Không, đúng mà là như vậy tại đó. Vì thật sự là anh nè, tôi nói cho anh biết từ rồi sắp lên tôi sẽ sống cho tôi. Đúng à, rồi Thủy đừng. Ủa? Ồ, ai hello cả nhà. Vô đây. Ai đây? Ai vậy? Vô đi cưng, vô đi. Ai vậy? Tôi gọi đó. Hả? Uber. Gì vậy? Em đi đâu? Người đẹp. Em cái đầu mày chứ em. Vợ tao mà em hả mày? Vợ vợ cái gì? Vợ con gì đây? Từ rồi sắp lên tôi không còn là vợ của anh nữa. Thôi. Vợ. Dừng ơi. Baby. Cố lên. Dùm ơn. Baby. Tôi ra khỏi chỗ này được không? Được, em muốn đi đâu anh chở em đi miễn phí. Hả? Trời ơi. Vậy chở tôi về với ba đứa con tôi nha. Hả? Có ba đứa con rồi hả? 50% off thôi nha. Dù. Tao đi nha. Hay. Cố lên. Sống cho mình nha. Dạ. Vợ mình. Chị Liễu nói em tiếng đi, chị Liễu. Nói gì đáng đời lắm. Xin chào cả nhà. Ai nữa đây? Ở đây có người nào tên là Trinh không? Em. Ai là Trinh đâu? Em. Con chào ngoại. Hả? Em là bé Trinh, em là bé Trinh. Bé Trinh đó. Em là bé Trinh. Ừ. Em có nhớ anh không? Trời, anh Quang Lê ai không biết. Em có nhớ là anh quen em từ cái thời mà em còn con gái không? Hả? Em vẫn còn con gái mà. Em có nhớ là cái bài hát mà anh hát là ngày xưa em như chim sáo
Sống lâu năm em thành con đại bàng. Hay quá. Trời ơi. Hay con quá. Đại bàng của lòng anh. Hay quá. Ê. Em mừng quá à. Anh giờ đưa em đi đâu nè? Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi, hay là mình đi kéo máy nha? Máy gì? Máy nào em thích? Máy con chó sói đó. Trời ơi. Hay máy con heo cũng được. Ừ. Anh không chơi máy đồng loại. Rồi. Bây giờ mình đi ăn. Ăn gì? Tối nay em đi với anh rồi, em sẽ không còn là bé Trinh nữa. Trời. Vậy hả? Trời ơi, thích quá, thích quá. Đi ha. Đi. Bye bye. Ê, vô bye. Bye. Đó. Rồi đó. Cho anh đứng yên vô đây. Tham lam thì giờ cuối cùng anh chỉ có một mình anh thôi. Mình anh. Hát cái gì mà hát? I want to go restroom. Hả? Want to go restroom? Yes. Con chết luôn. Đứng ở đó đây. Nhìn đi. Bye. Ê. Trời ơi. Không lẽ giờ tôi quay mặt vô đây chứ trời. Hát. Không lẽ giờ tôi bế cái này vô luôn hả trời? Đứng nó luôn đi, đi vô. Hả? Con đại bàng của anh đi vô. Đứng đi không? Đứng đây. Chìa khóa lắm. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty.